Được biết, đám cưới của cặp đôi nhí này diễn ra ngày 20 tháng 6 tại xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ An. Một số hình ảnh trong lễ cưới được những người bạn của cô dâu chú rể ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao. Bạn IC, một người bạn của chú rể chia sẻ: chú rể và cô dâu đều sinh năm 2000 và hiện đang là học sinh của trường trung học phổ thông. Cặp đôi này có thời gian yêu nhau khoảng gần một năm trước khi tiến tới kết hôn. IC cũng chia sẻ thêm: cả hai còn rất trẻ, bồng bột chưa suy nghĩ chín chắn trước khi đám cưới nên mình cũng thấy lo. Đám cưới bây giờ thì còn khá sớm so với độ tuổi của hai em, chỉ mong cả hai sẽ sống hạnh phúc và ổn định. Những bức ảnh cưới cho thấy đôi bạn trẻ có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt còn rất trẻ, ngây thơ. Điều đáng nói dù cả hai mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn nhưng vẫn được gia đình tổ chức lễ cưới khá linh đình và có sự tham dự của đông đảo bạn bè và người thân. Sau khi chia sẻ, đoạn clip và những bức hình cưới đã khiến cộng đồng mạng xôn xao, không ít người tỏ ra khá sốc trước đám cưới của cặp đôi này. Tài khoản LA bày tỏ: trời ơi, chú rể nhi đồng sao, nhìn cả hai trẻ con quá, nghĩ sao mà đã đám cưới vậy. Cùng quan điểm trên, tài khoản Winner bình luận: thật không thể tin được, các bạn trẻ bây giờ thoáng quá, nhưng 16 tuổi mà đã kết hôn là sao? Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ thắc mắc khi hai bạn vẫn còn quá nhỏ tuổi để kết hôn. Có sự hiểu nhầm ở đây chăng? Hai em còn nhỏ vậy thì chưa đủ tuổi kết hôn mà. Cả hai vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi, chưa đủ trưởng thành để có thể gánh vác trách nhiệm và lo lắng cho nhau. Hai gia đình sao lại đồng ý kết hôn khi cả hai đứa còn nhỏ tuổi như vậy? Nhiều bạn trẻ bây giờ suy nghĩ và hành động bộc phát quá. Các bậc phụ huynh cần có những biện pháp nghiêm khắc hơn nữa để giúp con của mình khôn lớn trước khi nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Sáng ngày 21 tháng 6, trao đổi với phóng viên, ông Trương Văn Chính, Chủ tịch xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết, chính quyền chưa nhận đơn xin kết hôn của hai em và cũng chưa cho các em được đăng ký. Chúng tôi cũng mới nhận thông tin sáng nay, chắc ngày hôm qua gia đình hai bên tự tổ chức tại gia đình, chúng tôi sẽ xác minh và thông báo cụ thể. Goodbye, bye bye, please pray for me. I was the black sheep.